Mời quý vị và các bạn theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, do so tính chất nghiêm trọng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra, nhiều bà mẹ đang mang thai vô cùng lo lắng, không biết liệu có cơ chế lây từ mẹ sang con hay không. Tuy nhiên, các thai phụ không nên quá lo lắng về vấn đề này. Thông tin được tổng hợp từ trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Chưa có bằng cứ khoa học chứng minh COVID-19 có thể lây từ mẹ sang con. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trưởng bộ môn Phụ sản Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, chưa có bằng cứ khoa học để chứng minh COVID-19 có thể lây từ mẹ sang con. Nhưng ông khuyến cáo theo quy luật chung, một bệnh lý nhiễm trùng do bất kỳ nguyên nhân nào, không cứ là COVID-19, có thể là cúm hay dịch bệnh khác thì ảnh hưởng đến thai thông thường ở những giai đoạn rất sớm trong những tuần đầu, 3 tháng đầu. Những ảnh hưởng đó là hậu quả chứ không phải là trực tiếp. Phụ nữ mang thai dễ mắc COVID-19, Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Trung, trưởng phòng khám phụ sản bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về nguy cơ nhiễm virus corona của bà bầu. Theo đó, phụ nữ mang thai dễ bị nhiễm COVID-19 so với những người khác. Nguyên nhân chính của tình trạng này chưa được biết đến cụ thể, một số lý do được đưa ra là do tình trạng miễn dịch của những người này bị suy giảm tạm thời. Ngoài ra, do sự thay đổi những nội tiết tố sinh dục trong cơ thể người phụ nữ làm cho tất cả các cơ quan trong cơ thể của họ giảm hoạt động. Đường tiêu hóa cũng bị chậm lại, giảm nhu động ruột gây ra tình trạng táo bón của họ. Các nhu động của các tế bào đường hô hấp cũng chờ hơn, giảm nhu động làm cho việc tống xuất các chất lạ gây hại ở đường hô hấp giảm đi. Vì thế, phụ nữ mang thai rất dễ bị viêm hô hấp, ho kéo dài. những ảnh hưởng của COVID-19 đến thai phụ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Danh Cường, có 3 yếu tố gây ra hậu quả khi người mẹ bị nhiễm COVID-19. Thứ nhất, đó là nhiệt độ. Đa số khi nhiễm bệnh, các bà mẹ đều sốt. Nếu nhiệt độ quá cao hay sốt kéo dài, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, cho nên bắt buộc phải hạ sốt, không để sốt kéo dài. Thứ hai, những độc tố của các loại virus thường gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai theo quy luật tất cả hoặc là không. Tất cả có nghĩa là thai có thể hỏng hoặc do ảnh hưởng của độc tố quá mạnh, còn không có nghĩa là không bị làm sao. Thứ ba, đặc thù của virus corona chủng mới là gây ra viêm phổi rất nặng, đặc biệt đối với phụ nữ có thai thì miễn dịch tương đối giảm, viêm phổi thì sẽ dẫn đến suy hô hấp, thiếu oxy, chính điều này sẽ dẫn tới ảnh hưởng đến sự phát triển của thai như thai chết lưu vì thiếu oxy. Thiếu oxy có thể gây ra gián đoạn sự phát triển của thai kỳ khiến dị dạng chứ không phải do virus Làm gì khi thai phụ mắc Covid-19? Theo phó giáo sư, tiến sĩ Trần Danh Cường, các phương pháp điều trị hiện có dành cho những thai phụ bị nhiễm Covid-19 đều nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của người mẹ. Với những bệnh nhân này, chúng ta phải điều trị virus corona và giữ thai. Sau khi điều trị khỏi Covid-19, chúng ta mới sàng lọc thai nhi giống những trường hợp thai nghén bình thường, 12 tuần làm xét nghiệm siêu âm thăm dò để sàng lọc xem thai nhi có bất thường gì không, những bất thường có thể ngẫu nhiên đối với những người phụ nữ đó chứ không hẳn là do covid-19 và chúng ta làm đầy đủ các quy trình sàng lọc của thai nhi giống bệnh viện vẫn đang làm cho các sản phụ đến khám. Tâm lý thoải mái khi mang thai, cơ thể người phụ nữ có nhiều sự thay đổi về thể chất, tinh thần như cân nặng tăng lên, vóc dáng không còn cân đối, lan da nổi mụn, mẹ bầu bị ngén nặng nên rất mệt mỏi, thêm sự lo âu từ dịch bệnh. Tuy nhiên, để cơ thể mẹ và con khỏe mạnh, việc giữ cho tâm lý thoải mái khi mang thai rất cần thiết. Bà bầu cần có những khoảng thời gian nghỉ ngơi yên tĩnh, được yêu thương, chia sẻ chị em phụ nữ mang thai không nên quá lo lắng, vẫn phải đi khám thai định kỳ theo đúng lịch hẹn của bác sĩ vì các cơ sở y tế đều có đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Thăm khám định kỳ Dịch bệnh viêm phổi cấp bùng phát, tính đến ngày 13 tháng 2, Việt Nam có 16 người dương tính với COVID-19. Nhiều người có tâm lý hạn chế đến những chỗ đông người như bệnh viện để hạn chế lây lan. Tuy nhiên, việc đi khám thai định kỳ rất cần thiết. Các bác sĩ sản khoa tư vấn hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng, chế độ lao động và nghỉ ngơi hợp lý cho mẹ. Khi đến khám mẹ bầu nên bảo vệ cơ thể bằng các biện pháp như đeo khẩu trang, rửa tay và tránh giờ cao điểm. Quý vị và các bạn thân mến, lau dọn khử trùng nhà cửa phòng dịch COVID-19 sẽ là chủ đề có trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.